Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 7 năm 2013, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quảng Ninh, cháy cửa hàng vàng khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 4 cháu bé từ 6 đến 11 tuổi. Vợ chồng chủ nhà đang được cấp cứu tại bệnh viện. Người dân thành phố Hồ Chí Minh quay lưng lại với bún tươi, bánh phở sau khi có thông tin mặt hàng này có chứa chất gây ung thư. Trong khi đó, bún không nằm trong danh mục phải công bố chất lượng nên khó xử lý. Dư luận đặt ra câu hỏi về cách hành xử của các cảnh sát, vụ việc cảnh sát truy đuổi người vi phạm giao thông không đội mũ bảo hiểm dẫn tới chết người vào ngày 14 tháng 7 ở Bắc Ninh. Cảnh báo cao nhất đã được đưa ra tại nhiều thành phố của Italia nhằm bảo vệ sức khỏe con người trong thời tiết nắng nóng kỷ lục. Trục vớt một phần trong kho báu ước tính lên đến 36 triệu đô la Mỹ trong một tàu biển của Anh bị đắm năm 1941 với độ sâu 4.700 m. Mở đầu như thường lệ là các thông tin về thời tiết. Miền Bắc vừa trải qua hai ngày ngắn ngủi với tiết trời khá tạnh ráo và đôi lúc hửng nắng, nhiệt độ tăng cao. Nhưng trong hai ngày cuối tuần này, mưa rào và dông trên diện rộng sẽ quay trở lại trên khu vực và có thể sẽ kết thúc vào đầu tuần tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động trên khu vực Bắc Bộ phát triển từ tầng thấp đến độ cao 5.000 m, nên từ đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xảy ra mưa vừa đến mưa lớn trên diện rộng. Vùng mưa dông cũng sẽ bắt đầu diễn ra ở phía đông bắc khu vực, sau đó sẽ lan dần sang khu Tây Bắc trong ngày 28 và ngày 29. Riêng ngày Chủ nhật, khu vực sẽ có mưa to và dông, người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và gió giật mạnh trong cơn dông. Cũng vào cuối tuần này, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng tăng mưa dông rải rác, tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng. Trên biển, khu vực Bắc, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Mưa liên tục trong nhiều ngày kết hợp với chiều cường đã khiến mực nước đầu nguồn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long dâng cao so với cùng kỳ năm ngoái, ảnh hưởng tới sản xuất và sinh hoạt của người dân nơi đây. Dự báo trong vài ngày nữa, mực nước vẫn sẽ tăng chậm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn An Giang cho biết, mực nước cao nhất đo được trên sông Tiền những ngày gần đây tại Tân Châu ở mức 2,16 m, cao hơn cùng kỳ 0,46 m. Trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,04 m, cao hơn cùng kỳ 0,35 m. Tại Long An, mực nước dâng lên từ 3 đến 5 cm. Ở hai huyện đầu nguồn lũ là Tân Hưng và Vĩnh Hưng đã đe dọa hàng ngàn hecta lúa vụ ba vừa xuống giống được hơn một tháng. Còn tại Đồng Tháp, do mưa liên tục nên các xã Thường Thới Tiền, Thường Phước Hai của huyện Hồng Ngự có 600 ha lúa thu đông mới gieo bị ngập úng, gây thiệt hại nặng. Theo dự báo, cuối tuần này khu vực sẽ có mưa rào và dông vào chiều tối, khả năng mực nước sẽ lại lên chậm. Do vậy, người dân cần đẩy nhanh việc đắp bờ bao và bơm nước ra sông để bảo vệ an toàn mùa vụ, chống ngập úng. Vào rạng sáng ngày hôm nay 26 tháng 7, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra tại tiệm vàng Đức Anh thuộc tổ 10, khu phố 3, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khiến 5 người tử vong và 5 người bị thương. Do vụ cháy xảy ra trong đêm, cộng thêm ngôi nhà có kiến trúc kiên cố, cao tầng nên công tác chữa cháy cứu người gặp nhiều khó khăn. Đó là tiệm vàng Đức Anh, tổ 10, khu phố 3, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, do chị Mai Thị Anh, 35 tuổi làm chủ. 5 nạn nhân bị thiệt mạng được xác định là bà Nguyễn Thị Tý, mẹ chị Anh. Ba con chị Anh là cháu Nguyễn Đức Tín, 10 tuổi, Nguyễn Đông Vũ, 8 tuổi và Nguyễn Tiến Minh, 6 tuổi. Cháu Mai Thế Hùng, 10 tuổi, cháu ruột của chủ tiệm. Phần lớn những người bị thiệt mạng được cho là đều do ngạt khói. Hai vợ chồng chủ tiệm vàng là Mai Thị Anh và Nguyễn Tiến Đức bị thương nặng. Ngoài ra, một người nhà của chủ tiệm, người giúp việc và một trung sĩ cảnh sát cứu hỏa cũng bị thương. Hiện 5 người này đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Tôi lúc ấy thì tôi đang ngủ, mà chỉ nghe thấy lộp bộp, nó nổ tiếng nhỏ một ấy. Thì tôi cũng quan niệm cho là nó đốt pháo ở đâu cơ. Thế không biết, sau đó lâu rồi thấy dậy thì ra thì thấy mới biết là chỗ này nó cháy. Mà bên kia là đông người, tất cả đông người đến. Nó có xe cứu hỏa, xe cứu thương đến. Là hai vợ chồng đã nhảy xuống giường rồi và nằm ở dưới giường rồi, và sau đó là gọi điện cho cứu hỏa đến và sau đó là trèo lên cái nhà bên cạnh này để đưa dập cửa sang cứu một số các cháu nhỏ ra, thì các cháu là bị ngất hết rồi, ngất hết và đưa đi cấp cứu. Sau khi xảy ra cháy, người dân và lực lượng cứu hộ đã nỗ lực, nhưng do kiến trúc của ngôi nhà hình ống cao tầng, cửa sổ nhỏ rất kiên cố nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đám cháy được dập tắt khoảng gần một tiếng sau đó.
toàn bộ tài sản tầng 1 và tầng 2 đã bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng cũng cho biết 5 nạn nhân xấu số có thể bị chết do ngạt khí, bởi theo quan sát, các vết thương do bỏng trên người rất ít. Nhiều người chứng kiến nhận định nguyên nhân gây ra cháy có thể do chập điện bảng quảng cáo ở tầng 2 của tiệm vàng, khói bốc lên và nhiều khiến các nạn nhân ngủ ở tầng 4 không chạy kịp và bị chết ngạt. Sau khi xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, bên cạnh việc điều tra làm rõ nguyên nhân thì công tác cứu chữa cho các nạn nhân may mắn sống sót cũng đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Phóng viên Phạm Nhung của kênh VTC14 đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để ghi nhận tình hình sức khỏe của các nạn nhân. Chị Mai Thị Anh, chủ tiệm vàng, hiện bị chấn thương cột sống thắt lưng rất nguy kịch, ngoài ra bị bỏng độ 2 khoảng 60% ở vùng lưng. Chồng chị Mai Thị Anh là anh Nguyễn Tiến Đức cũng bị chấn thương cột sống thắt lưng và vỡ xương gót chân trái. Hai vợ chồng đã được chụp chiếu CT, cộng hưởng từ và trong ngày hôm nay 26 tháng 7, các giáo sư, bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Việt Đức đã từ Hà Nội xuống để trực tiếp tiến hành phẫu thuật. Chồng và vợ đều bị gãy cột sống. Chồng thì hiện tại tiên lượng với cột sống tốt hơn. Thế còn vợ thì cột sống bị mất vững rồi, vỡ thân L3 bị mất vững và bắt buộc phải mổ. Thế thì chắc là khoảng một tiếng nữa thì chúng tôi sẽ quyết định mổ cho vợ. Về tình trạng toàn thân thì tạm ổn định. Mặc dù còn rất yếu, nhưng anh Đức vẫn nhớ như in thời điểm kinh hoàng lúc đám cháy xảy ra khiến 8 người trong gia đình anh thương vong vào sáng nay. Thấy cháy lửa bốc cháy từ dưới tầng 2 bốc lên ở trên dính trời ấy. Thì mở cửa phòng đi ra hành lang thì thấy khói đen mù mịt, không thể ra được, thì khóa cửa là đóng cửa lại xong rồi bế con treo qua cửa sổ. Vợ nhảy xuống trước, còn tôi ôm con nhảy xuống sau. Theo các bác sĩ thì ngoài hai vợ chồng, chị Nguyện cùng người giúp việc ở tiệm vàng cũng bị thương khá nặng. Chị bị ngạt khí, bỏng hô hấp, tụ máu ở da đầu. Chị Nguyệt đang được điều trị tích cực, huyết áp đã ổn định. Riêng trường hợp của trung sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy Nguyễn Quang Tuyến bị vỡ xương mắt cá chân đã được tiến hành phẫu thuật ngay trong sáng 26 tháng 7. Cho đến thời điểm này thì sức khỏe của anh Đức và chị Anh về cơ bản đã ổn định, chỉ cần một số những cái thủ thuật và can thiệp về y tế khác. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này thì họ vẫn không thể hết bàng hoàng và sửng sốt bởi vì vụ cháy diễn ra vào rạng sáng nay đã lấy đi của họ quá nhiều thứ, trong đó đặc biệt quan trọng là tất cả những người thân yêu trong gia đình. Công an tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết đây là vụ cháy nghiêm trọng, số người chết nhiều nên công an tỉnh đã báo cáo nhanh và đề xuất với Bộ Công an cử người phối hợp điều tra theo đúng quy định. Và ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, sáng nay Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã cử người xuống Quảng Ninh phối hợp với công an địa phương tiến hành phong tỏa hiện trường, bảo vệ tài sản trong tiệm vàng. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Long cũng chỉ đạo các chiến sĩ đảm bảo số lượng người thay ca để bảo vệ hiện trường, đồng thời huy động tối đa lực lượng để khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, cũng thời điểm vụ cháy ở tiệm vàng Đức Anh đang diễn ra thì ở Trung Quốc, hỏa hoạn cũng bùng phát tại Viện Dưỡng Lão Hải Luân ở tỉnh Hắc Long Giang, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Trong số những người thiệt mạng thì người già nhất là 87 tuổi, ngoài ra có 5 người khác bị thương. Cảnh sát Trung Quốc đã phong tỏa khu vực hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân gây cháy. Khi vụ cháy diễn ra, có khoảng 283 người cao tuổi đang sinh sống tại đây. Viện dưỡng lão này đi vào hoạt động từ năm 2005 với 450 giường nhằm giúp đỡ những người cao tuổi ở khu vực nông thôn không có thu nhập thấp. Thưa quý vị, sự vụ hơn 200 công nhân công ty may mặc Cotop Vina, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhập viện cấp cứu vào ngày 23 tháng 7 vẫn còn đang gây hoang mang cho các công nhân thì lại vừa có hàng chục công nhân khác phải nhập viện điều trị với các biểu hiện sốt cao, nhức đầu, đau bụng, buồn nôn. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, Đồng Nai vừa tiếp nhận và điều trị cho 43 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Cotop Vina có biểu hiện ngộ độc thực phẩm như sốt, nhức đầu, buồn nôn. Một số công nhân có biểu hiện khó thở và bị tiêu chảy. Theo những công nhân đang điều trị tại bệnh viện, trưa ngày 25 tháng 7, sau khi kết thúc giờ làm việc ca sáng, họ tới ăn trưa tại nhà ăn của công ty. Khẩu phần ăn gồm có cơm, gà rán, thịt lợn xào dưa chua, rau muống luộc, canh chua và chôm chôm tráng miệng. Sau khi ăn khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, thì nhiều công nhân bắt đầu có những biểu hiện trên. Trước đó, vào ngày 23 tháng 7, gần 200 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Cotop Vina đã phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cotop Vina đóng tại khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chuyên ngành may mặc. Công ty hiện có khoảng 1.000 công nhân đang làm việc.
Tiếp tục với phần tin trong nước, kết quả kiểm tra mới nhất của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố cho thấy cả 7 trên 7 mẫu bún đều chứa chất tẩy trắng công nghiệp Tinopa có khả năng gây suy gan, suy thận dẫn đến ung thư cho người sử dụng. Ngay sau khi thông tin được công bố, thì sức tiêu thụ mặt hàng bún và các mặt hàng liên quan đã giảm từ 50% đến 70%, ghi nhận tại một số khu vực chợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù vào giờ cao điểm, nhưng tại các gian hàng bán bún tươi, bánh phở ở chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh rất vắng vẻ. Thỉnh thoảng mới có người đến mua, nhưng với số lượng ít. Theo các tiểu thương kinh doanh bún, bánh phở tươi, lượng sản phẩm này bán ra trong một vài ngày qua đã giảm mạnh, từ 50 đến 70% so với trước kia. Mấy ngày nay là báo chí có nói về vấn đề bún, thành ra là mấy chị cũng bán chậm lại, tại vì khách hàng người ta cũng hoang mang đó. Các hàng bún tươi vắng vẻ, những người muốn mua hàng thì hoang mang, lo lắng khi dùng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhiều người tìm đến các cơ sở sản xuất có uy tín, có nhãn mác, ngày sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm để mua hàng. Nhiều người cũng thay thế việc mua bún tươi, bánh phở tươi bằng bún khô và các loại thực phẩm khác để đảm bảo sức khỏe cho mình và gia đình. Không dám mua, thật sự mà nói mua thì mình phải mua đến mấy cái địa điểm mà người ta có cái nơi người ta bán đàng hoàng, chứ còn mà những cái chỗ mà bán bên ngoài cũng như tôi thấy ở bên ngoài này, nó có bán nó làm cái bún lá đó, để dưới bánh cuốn nó làm nó bán 20.000 một ký luôn đó, nhưng mà tôi cũng không dám ăn. Tình trạng sử dụng hóa chất cấm trong chế biến thực phẩm không phải bây giờ mới xảy ra, nhưng việc liên tiếp nhiều mẫu bún tươi, bánh phở có tình trạng như hiện nay là điều hết sức đáng báo động. Người dân khi ý thức được vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đã quay lưng lại với các loại thực phẩm không an toàn này, và chắc chắn các cơ sở sản xuất bún tươi, bánh phở có chất độc hại sẽ bị đào thải. Có thể thấy bún là loại thực phẩm được sử dụng phổ biến ở nước ta, và dù 100% mẫu bún được ngành y tế kiểm nghiệm đều chứa độc chất, nhưng việc truy nguyên nguồn gốc để xử lý lại không thực hiện được vì mặt hàng này không nằm trong danh mục những loại thực phẩm phải công bố chất lượng. Điều này cho thấy thêm một lỗ hổng nữa trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam. Để giải quyết lỗ hổng này trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, các ngành chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra tận gốc các đơn vị sản xuất, không dừng lại ở các cơ sở bán hàng như thời gian vừa qua. Hóa chất trong thực phẩm rất khó nhận biết bằng mắt thường, chỉ có những đơn vị sản xuất mới biết rõ họ đã bỏ hóa chất gì vào thực phẩm. Không ít trường hợp, đơn vị kinh doanh phân phối cũng bị đơn vị sản xuất đánh lừa mà không thể nào nhận biết được. Vậy nên đây được coi là biện pháp quản lý tận gốc và hiệu quả loại thực phẩm này. Sau vụ việc 3 trẻ sơ sinh tử vong ở Quảng Trị do tiêm vaccine viêm gan B, nhiều chuyên gia đầu ngành về vaccine tại Việt Nam đã đưa ra những ý kiến của mình về việc sử dụng vaccine tại Việt Nam. Vaccine thế cũ làm tăng nguy cơ phản ứng. Đó là lời khẳng định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Sĩ Hiền, nguyên chủ nhiệm chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Sĩ Hiền, nguyên chủ nhiệm chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, về chất lượng, vaccine lưu hành ở nước ta đều đạt tiêu chuẩn an toàn của Việt Nam và quốc tế, là tiêu chuẩn dành cho vaccine an toàn. Thực tế triển khai tiêm chủng các loại vaccine này cũng cho kết quả an toàn. Tuy nhiên, so với các vaccine thế hệ mới, thì các vaccine thế hệ cũ phản ứng không mong muốn sau tiêm nhiều hơn. Vaccine dù tiến bộ đến mấy, cũng như tất cả các loại thuốc điều trị khác, khi sử dụng đều có phản ứng nhất định. Không ai có thể phủ nhận điều này mà phải thừa nhận, chấp nhận, bởi cơ địa mỗi người khác nhau, tỷ lệ phản ứng nặng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tần suất xảy ra phản ứng nặng là chuyện khác. Mọi tai biến liên quan đến vaccine đều gây bức xúc cho gia đình, bởi trẻ đi tiêm chủng khác hoàn toàn với trẻ ốm, phải vào bệnh viện. Người ta phải chấp nhận nguy cơ vì con đang có bệnh. Trong một hội nghị mới đây về việc an toàn tiêm chủng, nhiều người đặt câu hỏi tại sao Hàn Quốc sản xuất ra vaccine Quinvaxem mà không dùng cho dân họ mà lại dùng vaccine vô bào. Đơn giản bởi vaccine vô bào đắt hơn và cũng an toàn hơn. Trước những ý kiến bất bình của người dân về thái độ của Bộ trưởng Bộ Y tế sau sự việc trên, người đứng đầu ngành y tế cho biết mục đích đi công tác Quảng Trị là để họp với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lịch trình, máy bay đã được sắp xếp từ trước, do vậy bà không thể bố trí thời gian đi thăm các gia đình có cháu bé bị tử vong. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã có đoàn công tác tại Quảng Trị thăm hỏi, chứ bà không thể trực tiếp đi. Lời giải thích này đã nhận được các quan điểm khác nhau giữa các cơ quan báo chí. Sau bài viết Bộ trưởng có thấu nỗi đau, trang báo điện tử kiến thức.net.vn tiếp tục có bài viết Bộ trưởng Y tế và những phát ngôn dậy sóng dư luận. Trang mạng này cho rằng, gần đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến liên tục có những phát ngôn khó hiểu, né trách nhiệm người đứng đầu, khiến người dân hoang mang.
tác giả của bài báo lý giải sự dậy sóng bằng việc cho rằng Bộ trưởng dường như chưa thấu hiểu nỗi đau mà còn cố gắng tìm cách né trách nhiệm. Dư luận hoang mang không biết rằng, theo phát ngôn của Bộ trưởng, lỗi của vaccine thì xử vaccine. Vậy làm thế nào xử được vaccine? Ngày hôm nay, trên trang phụnữtoday.vn đã xuất hiện một bài báo được cho là thực sự gây bão. Bộ trưởng Tiến thật thà thường thua thiệt. Để lý giải cho sự thật thà của tư lệnh ngành y tế, tác giả bài báo viết, nhiệm vụ của Bộ trưởng Tiến là vạch ra các phương án, biện pháp và chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, chứ không phải đi giải quyết từng vấn đề cụ thể. Hay trong 2 năm qua, hàng loạt ca tai biến sau tiêm vaccine đã cướp đi sinh mạng gần 20 cháu bé, cũng đồng nghĩa với việc suốt 2 năm, Bộ trưởng Tiến sẽ phải ròng ruổi trên khắp các nẻo đường của Tổ quốc đến hàng chục tỉnh. Suy rộng ra, có thể thấy rằng Bộ trưởng Thăng cũng sẽ long đong trên đường đi xử lý tai nạn và sẽ chẳng còn đâu thời gian làm bất cứ việc gì. Ngay khi bài báo này lên trang, nhiều ý kiến đã ngay lập tức xuất hiện. Nhiều người tỏ thái độ phản bác mạnh mẽ với quan điểm của tác giả bài báo, cho rằng dân ta cảm nhận được như thế nào là người có tâm, có tầm của người đứng đầu bộ sức khỏe đối với nhân dân được thể hiện rất rõ trong vụ việc ba sinh linh bé nhỏ của chúng ta vĩnh viễn ra đi sau 3 mũi tiêm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo đình chỉ lưu hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tiến hành thu hồi một lô thuốc có công năng thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, tiêu viêm. Loại thuốc bị thu hồi là thuốc nang cứng kim nguyên thanh nhiệt hoàn, chai 50g, số lô 010213, hạn dùng 2015 với số đăng ký V1129H1210 do cơ sở Kim Nguyên Đường đóng trên quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Lý do thu hồi là thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về một vài chỉ tiêu theo tiêu chuẩn. Kim nguyên thanh nhiệt hoàn là loại thuốc thanh nhiệt giải độc được dùng phổ biến, có các thành phần như kim ngân hoa, cắt căn, sinh địa, thổ phục linh. Một cậu bé không có khuôn mặt người vừa được phẫu thuật thành công tách khối u ác tính khổng lồ đe dọa đến tính mạng sau gần 9 tiếng trên bàn mổ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. Theo đó, bác sĩ Mark McKinnon và ekip mổ của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm và các đồng nghiệp đã tiến hành ca phẫu thuật đặc biệt này. Do khối u quá lớn và đã ăn rất sâu vào hộp sọ nên thời gian mổ đã kéo dài tới 9 tiếng nên bệnh nhân đã phải truyền liên tục 7 lít máu, gồm 5 lít hồng cầu và 2 lít huyết tương tươi. Bác sĩ Mark McKinnon và các đồng nghiệp Vinmec đã rất nỗ lực để tách bỏ khối u mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc các bộ phận khác như mắt, sọ não. Có thể nói đây là một trường hợp hết sức khó khăn. Bởi khối u thì chúng ta đã biết nó rất là lớn, nằm ở trước trán, ăn sâu vào nền sọ và đến sát tuyến yên. Cái u này thì nó phát triển âm thầm đã nhiều năm, nhưng mà đã khám ở một số nơi, nhưng vì chúng ta không có khả năng phẫu thuật, vì thế chúng ta cứ để và lớn dần lên. Có thể nói là cái u mà nó phức tạp như này thì chúng ta chưa có tiến hành ca nào tương tự. Thành công của ca mổ là kết quả hợp tác với trình độ chuyên môn cao của các chuyên gia trong và ngoài nước, đánh dấu một bước phát triển mới của y học Việt Nam. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, khoảng 50% số công nhân Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc là lao động bất hợp pháp do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là ở lại quá thời hạn để tìm kiếm việc khác. Thực trạng này đang khiến cho hơn 12.000 lao động đã có chứng chỉ tiếng Hàn và sắp hết hạn, chưa biết xoay sở thế nào từ tháng 8 năm 2012 đến nay. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hiện cũng chỉ biết tiếp tục đàm phán với phía nước bạn và dừng lại ở mức động viên người dân. Điều này đang đặt ra vấn đề tính chủ động của Việt Nam ở đâu trong hợp tác lao động quốc tế cũng như có trách nhiệm gì khi có rủi ro xảy ra. Cách đây 3 năm, chứng kiến nhiều người đi xuất khẩu lao động trở về, có vốn để làm giàu. Anh Lê Văn Hoàng đã nghỉ việc ở công ty Yamaha Việt Nam để đi học tiếng Hàn với chi phí hàng chục triệu và chờ ngày được xuất cảnh. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên gia đình khiến khao khát được đi xuất khẩu lao động càng thêm mãnh liệt. Niềm vui thi đỗ chứng chỉ tiếng Hàn chưa được bao lâu thì nỗi buồn đã tìm đến khi Hàn Quốc thông báo ngừng tiếp nhận mới lao động phổ thông Việt Nam. Thế là gia đình rất buồn, cứ bảo là thôi cái số, tôi cứ bảo là thôi con ạ, cái số phận con như thế thì thôi. Cứ đợi, cố chờ đợi. Tôi thì không muốn, cũng chưa đi tìm hiểu thêm về cái chương trình vì bây giờ chứng chỉ của tôi vẫn đang còn thời hạn và tôi rất muốn đợi để có thể mình có thể đi được
Anh Hoàng chỉ là một ví dụ, trong hơn 12.000 lao động trên cả nước có chứng chỉ tiếng Hàn sẽ hết hạn vào cuối năm nay, nhưng khi nào mới được đi thì từ bộ đến sở và người dân chưa một ai dám chắc. Và giải pháp dành cho đối tượng này đến nay vẫn phụ thuộc vào đối tác, động viên lao động không nên chờ đợi hoặc hướng cho tìm việc khác. Trong khi mà chờ đợi cái thị trường Hàn Quốc thì cũng phải có cái thông tin để động viên các cái lao động mà hiện nay đang cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc, khi mà có cái thông tin với nhau là hãy về nước. Từ việc thị trường đóng cửa, người lao động như ong vỡ tổ đã dấy lên câu hỏi về vai trò của cơ quan đầu mối về quản lý lao động và chất lượng lao động. Tuy nhiên, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước lại cho rằng lao động Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài nói chung và đi Hàn Quốc nói riêng có chất lượng chưa cao là do việc tuyển chọn được phía bạn quyết định hoàn toàn. Phía bạn đồng ý chọn thì đi thôi, thì hoàn toàn tự do. Chứ nếu giả sử mà chúng tôi thấy rằng là đồng ý với phía Việt Nam, đồng ý rằng chúng tôi sẽ lựa chọn, thì chắc chắn là chất lượng cao hơn. Bởi lẽ là chúng tôi biết được rõ về thân nhân, thế rồi về cái kỹ năng nghề. Như vậy là vai trò của Việt Nam trong hợp tác xuất khẩu lao động khá mờ nhạt, mặc dù suốt thời gian dài vui mừng trước số lượng mấy trăm nghìn người được đi xuất khẩu. Và dù có được động viên, nhưng hơn 12.000 người vẫn đang đau đáu băn khoăn, không biết nên bỏ cuộc hay cố chờ giấc mộng đổi đời, trong khi rủi ro không phải chỉ do mình họ. Những ngày gần đây, người dân huyện Tiên Du và tỉnh Bắc Ninh khá bức xúc và bất bình trước vụ việc cảnh sát truy đuổi người vi phạm giao thông không đội mũ bảo hiểm dẫn tới chết người vào ngày 14 tháng 7. Sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này, một số nhân chứng khẳng định cảnh sát đã bỏ mặc nạn nhân nằm ở giữa đường và rời khỏi hiện trường. Dư luận tại đây đang đặt ra câu hỏi về cách hành xử của các cảnh sát với tính mạng con người. Đây là chứng tích của vụ va chạm giao thông do cảnh sát Bắc Ninh tổ chức truy đuổi cách đây ít ngày, khiến chị Trần Thị Kim Hoài, 19 tuổi, ở xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du bị tử vong và chị Trần Thị Huyền bị thương nặng. Nghĩ là không đuổi nữa bởi vì xem rẽ trái thì em mới phát hiện là bên tay trái có công an ngay gần nữa. Thì vừa mới phát hiện là ở gương thì thấy có va chạm xe rồi sau em ngã luôn. Những nhân chứng hiện cũng khẳng định đã có sự va chạm giữa xe cảnh sát và xe nạn nhân điều khiển. Đâm vào cái đuôi sau của cái xe bị tai nạn đấy, xong là quay đầu xe bỏ chạy luôn. Nhặt cái điện thoại lên và nhìn thấy cô đang dễ ở đấy thì bên kia đường có 4 đồng chí công an. Đang nói nữa là sau khi vụ tai nạn xảy ra, theo phản ánh của những nhân chứng có mặt tại hiện trường, thì các cảnh sát tham gia truy đuổi không có bất cứ một động thái nào giúp đỡ người bị nạn. Do quá bất bình và bức xúc, các nhân chứng này ngay sau đó đã lập tức làm đơn tố cáo và khẳng định rằng cảnh sát huyện Tiên Du quá vô cảm với người bị nạn. Thấy người bị nạn mà hai anh không hề có một gọi là chút gì gọi là tác động đến để đỡ người ta, đỡ người bị nạn đứng dậy cả, mà lại còn nói câu là mày chạy nữa đi. Theo tìm hiểu, những cảnh sát tham gia vụ truy đuổi là lực lượng của đồn công an khu công nghiệp Tiên Sơn thuộc công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đang nói, lãnh đạo đồn này đều đang bận hết khi phóng viên đến tìm hiểu vụ việc. Không, bây giờ hiện tại là em trực ban là bây giờ đây các anh em đi làm hết rồi, còn chả có ai ở nhà này. Và ngay cả công an huyện Tiên Du cũng báo bận. Không rõ đâu về nội dung họp chiều nay, họp cũng một số nội dung quan trọng, chưa biết đến lúc nào. Ngay chính cơ quan cảnh sát điều tra, đơn vị được giao xử lý trực tiếp vụ việc cũng đã có những cư xử không đúng mực, thậm chí là có cả hành vi dọa nạt phóng viên. Cách hành xử vô cảm trước tính mạng người bị nạn cũng như sự bất hợp tác với cơ quan báo chí trong một vụ tai nạn khiến một người chết, một người bị thương nặng có liên quan tới 4 cảnh sát công an huyện Tiên Du lại càng khiến cho dư luận đặt câu hỏi. Vì sao đến thời điểm này đã xảy ra hơn 10 ngày vẫn chưa có những kết luận dù là sơ bộ. Trong phần tin quốc tế, cảnh báo cao nhất đã được đưa ra tại nhiều thành phố của Italia nhằm bảo vệ sức khỏe con người trong thời tiết nắng nóng kỷ lục. Hai miền bán đảo Triều Tiên đổ lỗi cho nhau trong cuộc đàm phán về thời điểm mở lại khu công nghiệp chung. G20
Trục vớt kho báu ước tính lên đến 36 triệu đô la Mỹ trong một tàu biển của Anh bị đắm năm 1941 dưới độ sâu hơn 4.700 mét. Người dân địa phương và khách du lịch tại thành phố Rome, Italia vừa phải trải qua một ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên đến mức kỷ lục. Trong khi đó, chính quyền nước này cũng đã phải ban hành cảnh báo thời tiết nguy hiểm đối với 7 thành phố. Cảnh báo đỏ đã được đưa ra tại nhiều thành phố của Italia, trong đó có cả các thành phố du lịch nổi tiếng như Florence, Rome và Verona nhằm cảnh báo về nguy cơ đối với sức khỏe con người trong thời tiết nắng nóng. Khách du lịch tại các thành phố này đã phải tận dụng những bóng cây và đài phun nước để hạ nhiệt, trong khi nhiều người dân địa phương có xu hướng rời khỏi thành phố để tránh nắng trong kỳ nghỉ cuối tuần. Dự báo mức nhiệt độ khoảng 40 độ C sẽ duy trì tại Rome và mức 42 độ C được duy trì ở thành phố Sardinia phía Nam cho đến hết thứ ba tuần sau. Không chỉ tại Italia, Trung Quốc cũng đang phải đối phó với những đợt thời tiết khắc nghiệt trong mùa hè. Một đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm nhiều khu vực ở phía đông Trung Quốc. Thành phố Thượng Hải đã phải ban hành cảnh báo đỏ khi nhiệt độ đạt đến 39,3 độ C, cao nhất kể từ đầu mùa hè. Trong khi đó, thì nhiệt độ ở thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang cũng đạt mức kỷ lục 40,4 độ C, cao nhất trong vòng 62 năm qua. 52 thành phố và quận huyện trong tỉnh An Huy cũng phải ban hành cảnh báo màu da cam trong ngày hôm qua. Dự báo đợt nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Trong khi đó, vào ngày hôm qua, thì tổng cộng 34 chuyến tàu đã bị hoãn hoặc hủy bỏ tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây sau khi một trận lở đất xảy ra do mưa lớn, làm hư hỏng một trong những chuyến đường sắt chính đi qua khu vực Tây Bắc nước này. Ngày 25 tháng 7, nhà chức trách Mỹ đã truy tố 5 người mang quốc tịch nước ngoài bị cáo buộc điều hành một đường dây tin tặc toàn cầu cho phép những đối tượng này có thể đánh cắp thẻ tín dụng của hơn 160 triệu người với số tiền lên đến 300 triệu đô la Mỹ. Đây được xem là cuộc điều tra tin tặc lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo cáo trạng của Tòa án New Jersey, trong 7 năm từ giữa 2005 tới tháng 7 năm 2012, nhóm tin tặc đã thâm nhập hệ thống máy tính của các công ty thương mại và tài chính, vô hiệu hóa hệ thống chống virus để đánh cắp dữ liệu của hơn 160 triệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Những tên tội phạm này đã tấn công hệ thống máy tính của ít nhất 17 nhà bán lẻ lớn, các tổ chức tài chính và cả an ninh quốc gia của Mỹ. Chúng đã đánh cắp hơn 160 triệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Tính đến thời điểm này, chúng đã gây thiệt hại ít nhất 300 triệu đô la Mỹ. Các chuyên gia về tội phạm mạng cho biết, những thông tin này sẽ lại được bán cho nhiều đối tượng khác, những kẻ sẽ mã hóa các thẻ nhựa chưa có số, sau đó bán lại cho người sử dụng để mua hàng hoặc rút tiền từ các máy tự động. Hiện mới có 2 trong 5 đối tượng trên bị bắt giữ hồi tháng 6 năm 2012 tại Hà Lan. Các nhà điều tra Mỹ đã tiến hành điều tra và theo dõi hoạt động của nhóm tin tặc này trong suốt 4 năm qua. Phòng đàm phán thứ 6 cấp chuyên viên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên về khu công nghiệp Chung Kaesung đã kết thúc vào chiều qua, với kết quả hai miền bán đảo tiếp tục không thể thống nhất về thời điểm mở lại khu công nghiệp, đồng thời cũng không ấn định được thời điểm cho phiên đàm phán tiếp theo. Cụ thể, đại diện hai miền bán đảo Triều Tiên vẫn chưa thể thu hẹp bất đồng về việc liệu có nên thông qua các đảm bảo về pháp lý và hành chính nhằm ngăn chặn tái diễn việc Triều Tiên đơn phương đóng cửa tổ hợp chung. Hai bên còn tiếp tục đổ lỗi cho nhau về thất bại của cuộc đàm phán. Chúng tôi đã nỗ lực nhằm tạo ra các bước tiến mới, nhưng Hàn Quốc vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố ngang ngược, khiến cuộc đàm phán bị thất bại. Sáng nay, đại diện Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cảnh báo sẽ đưa ra hành động nếu Triều Tiên không thể hiện thái độ chân thành. Nếu Triều Tiên không thể hiện sự chân thành nhằm đưa ra biện pháp ngăn chặn tái diễn việc đơn phương đóng cửa khu công nghiệp, thì chúng tôi sẽ buộc phải đưa ra hành động cụ thể. Việc đàm phán lần này thất bại có thể khiến khu công nghiệp Kaesung bị đóng cửa lâu dài. Vì theo các nhà phân tích, vòng đàm phán lần này chính là cơ hội cuối cùng giải quyết vấn đề trong bối cảnh quan hệ hai miền Triều Tiên có dấu hiệu căng thẳng leo thang khi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn thường niên sẽ diễn ra vào tháng tới. Hãng chuyên săn tìm kho báu trên biển Odyssey vừa tuyên bố họ đã trục vớt được gần 3.000 thỏi bạc từ xác con tàu Gesopa vốn bị chìm từ Thế chiến II. Theo các chuyên gia về kim loại quý, với khối lượng lên đến 61 tấn bạc, ước tính kho báu mà Odyssey vừa trục vớt có giá trị hơn 36 triệu đô la Mỹ. Kho báu khổng lồ nằm trên con tàu đắm mang tên SS Gesopa. Đây là con tàu vỏ thép của Anh dài khoảng 125 mét, bị chìm vào tháng 2 năm 1941 do trúng ngư lôi của quân Đức. Hiện tại nó nằm ở độ sâu khoảng 4,8 km dưới mặt nước biển, cách bờ biển Ireland khoảng 483 km.
Các đoạn video quay từ robot cho thấy con tàu bị rỉ sét, người xem cũng có thể thấy các cầu thang, la bàn và thậm chí là cả nhà vệ sinh còn nguyên vẹn. Ngoài ra, nhiều người còn nhìn thấy lỗ ngư lôi trên thân tàu và màu sơn của công ty hàng hải Anh Ấn. Các vật dụng từ gỗ gần như còn nguyên vẹn, rất nhiều thùng gỗ đã không còn, nhưng chúng tôi có thể gõ được thông tin về chúng từ những hiện vật còn lại. Sau khi xem xét, hãng Odyssey cho biết đã trục vớt được 2.792 thỏi bạc, ước tính số bạc này trị giá 630.000 đô la Mỹ vào thời điểm SS Gesuba bị đắm và hiện số tài sản này có giá trị lên đến 36 triệu đô la Mỹ. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày 26 tháng 7 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.